Reuters ngày 1 tháng 12 cho biết, ông Harry Kazenis, chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên tại Trung tâm Lợi ích Quốc gia Mỹ, tiết lộ ông Kim Jong-un và nhiều quan chức cấp cao Triều Tiên đã được tiêm vaccine của Trung Quốc. Ông Kazenis dẫn lại hai nguồn tin tình báo Nhật Bản giấu tên. Nhà nghiên cứu này nói thêm, không rõ công ty nào đã cung cấp vaccine trên và không rõ vaccine an toàn hay không. Bắc Kinh và Bình Nhưỡng hiện chưa lên tiếng về thông tin này. Dẫn thông tin từ nhà khoa học Mỹ Peter J. Hodge, ông Kazenis cho biết có ít nhất 3 công ty Trung Quốc đang phát triển vaccine ngừa COVID-19, đó là Sinovac Biotech, CanSino Bio và Sinopharm. Sinopharm cho biết có gần 1 triệu người ở Trung Quốc đã sử dụng ứng viên vaccine của công ty này, mặc dù hiện nay các thông tin cho thấy không công ty nào trong số các công ty này đã công khai khởi động các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Đến nay, Triều Tiên không ghi nhận ca bệnh COVID-19 nào, nhưng Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS không loại trừ khả năng bùng phát dịch tại Triều Tiên vì Triều Tiên có các hoạt động trao đổi gồm thương mại và giữa người với Trung Quốc trước khi đóng cửa biên giới cuối tháng 1 năm 2020.